Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 4, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các ban đảng của Tỉnh ủy cùng toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 12 và Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bến Tre lần thứ 12 được triển khai thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn thách thức. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy chính quyền, các ngành địa phương đơn vị luôn bám sát nghị quyết Đại hội Đảng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy chú trọng, chủ động ra soát, phân công, sắp xếp, bố trí ổn định công tác tổ chức cán bộ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động. Bộ máy chính quyền thường xuyên củng cố, nâng chất, tăng cường cải cách hành chính, nhất là chế độ công vụ, hạn chế tình trạng gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Hàng năm luôn dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính khối huyện, thành phố. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, phát triển đa dạng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, du lịch, thu ngân sách ổn định và bảo đảm kịp thời các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nâng chất đô thị và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển nhanh, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đặc biệt là các chế độ chính sách cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế yếu kém như một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nửa nhiệm kỳ còn đạt thấp so với nghị quyết đại hội. Việc tổ chức quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết của đảng ở cấp cơ sở, một số ngành còn lúng túng, thi đua đồng khởi mới chưa tạo được phong trào sôi nổi, chưa có nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu nổi bật để nhân trọng. Tình hình sản xuất kinh doanh có dấu hiệu sụt giảm, chi phí sản xuất tăng cao, trong khi sức tiêu thụ thị trường giảm, nhất là giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực. Một số công trình còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đảng bộ và nhân dân thành phố Bến Tre đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ. Cụ thể, có 25 trên 56 chỉ tiêu vượt nghị quyết, 5 trên 56 chỉ tiêu đạt 100%, 15 trên 56 chỉ tiêu đạt trên 50%, còn 10 trên 56 chỉ tiêu đạt dưới 50%, chiếm tỷ lệ 17,85% so với nghị quyết đề ra. Qua đánh giá thì tình hình kinh tế hàng năm đều có sự tăng trưởng và phát triển mạnh theo hướng thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư ngày càng được đẩy mạnh, nhiều công trình, dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt được nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc thực hiện phương châm 10 chữ, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển, phong trào thi đua đồng khởi mới, phương châm tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp khu phố, xã nắm tới hộ gia đình, về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, thành phố cần có những giải pháp cụ thể hiệu quả gì để tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới, nhất là đối với các vấn đề như xây dựng đô thị loại 1, xây dựng nông thôn mới, phát triển thương mại dịch vụ du lịch, thực hiện chủ trương 60 của thành ủy, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các mặt hạn chế cùng nguyên nhân đã nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Hội nghị cũng nghe các phát biểu tham luận và thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, về nguyên nhân và giải pháp kiềm chế kéo giảm cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, về công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận khi thu hồi đất trên địa bàn thành phố, về nhiệm vụ giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu đô thị loại 1, thuận lợi khó khăn khi thực hiện công tác thu hồi đất, bố trí tái định cư các công trình dự án trên địa bàn, về giải pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiến trình chuyển từ xã thành phường. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam biểu dương nỗ lực và kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thành phố trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nhắc nhở những hạn chế cần quan tâm về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Trần Ngọc Tam lưu ý một số vấn đề. Chúng ta phải xây dựng một cái đề án xây dựng thành phố đạt đô thị loại 1. Trong đó có nêu ra những cái lộ trình đi cụ thể, cần phải làm cái gì, giai đoạn nào, rồi thậm chí là ai phụ trách
cơ quan nào phụ trách, cá nhân nào phụ trách. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói là để trao đổi các đồng chí là chúng ta phải sớm thực hiện, triển khai thực hiện sớm các cái dự án đô thị trên địa bàn Bến Tre. Hiện nay là chúng ta có 19-20 cái dự án đô thị, thì chúng ta phải triển khai sớm cái việc này. Mới có mấy cái dự án nhỏ nhỏ thôi mà mình thấy thành phố đã có thay đổi rồi. Các đồng chí thấy là chúng ta thực hiện 22 cái dự án ở địa bàn thành phố này, thì thành phố Bến Tre vài chục năm nữa là đẹp, vô cùng đẹp. Mà chính vì cái thực hiện tốt cái đô thị, ngoài cái việc là đáp ứng cái yêu cầu về phát triển đô thị, nó còn chúng ta còn đáp ứng luôn cả cái dân số. Khi mà đô thị phát triển rồi thì dân người ta sẽ gom về, người ta ở, gom về ở thì chúng ta sẽ tăng dân số lên. Vấn đề thứ ba tôi muốn đề cập là xung quanh cái chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh. Có thể nói là trong tương lai cái động lực phát triển của cả nước chúng ta đó là cái ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đây là một cái định hướng phát triển của đất nước chúng ta. Cho nên cũng các thành phố thì cũng có thể nói là các đồng chí cũng đi đầu trong cái việc này. Chúng ta quan tâm đến thêm là chúng ta xây dựng chính quyền số, kinh tế số. Nhưng mà cái xã hội số thì chúng ta còn yếu. Làm chính quyền số, kinh tế số nhưng mà không có công dân số thì không được. Là chúng ta phải chú ý cái phát triển công dân số. Dự báo trong thời gian tới, thành phố Bến Tre còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế, giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa nông sản không ổn định, công tác thu hồi đất, nguồn lực đầu tư cho các công trình dự án gặp nhiều khó khăn, cần có sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao của các cấp ủy chính quyền mới có thể đạt được mục tiêu nghị quyết Đại hội 12 của Đảng bộ thành phố đã đề ra. Những trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng cần có giải pháp mang tính chủ động, đột phá, quyết liệt để tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất.